Đó, các bạn nhìn thấy không, nó giống như là hai cái lá phổi ha. Đó, giống như hai lá phổi, một cái lá phổi hút thuốc nè, một lá phổi hút thuốc, một lá phổi không hút thuốc, rồi thấy không đó. Thì đây là lý do nè, một trong những lý do nha, một trong những lý do mà khiến cái xe chúng ta hao xăng, hao xăng và chạy yếu, không bốc, không có gió nè, thiếu gió nè đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái mới vô các bạn nha. Đó, thay cái mới vô là xong. Được cái mới vô thì chúng ta lắp lại cái công đoạn này, chúng ta làm thì nó tốn khoảng 5-10 phút là xong rồi, cũng rất là đơn giản thôi. Đó, để vô rồi chúng ta bắt ốc lại là xong các bạn nha. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ không dẫn mọi người đi chợ ve chai nữa, mà mình sẽ dẫn mọi người đi chợ bán phụ tùng xe máy nha các bạn. Đó, bây giờ mình đang ở trên đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5 nha các bạn. Và trên đường thì các bạn có thấy là hai bên đường người ta bán rất là nhiều cái phụ tùng xe máy nè. Ở đây là chợ Tân Thành nha các bạn. Nó được gọi là cái chợ phụ tùng xe máy lớn nhất miền Nam luôn các bạn ạ. Vậy hôm nay mình sẵn có dịp ra đây mình mua một cái lọc gió của xe máy chiếc No 4 của mình đó, để mình về mình tự thay ở nhà. Tại cũng hai năm mấy ba năm rồi chạy chưa có thay gì cả. Mấy hôm nay xe chạy cảm giác nó nóng máy, nó hao xăng quá. Thì cái lọc gió mà nó dơ quá thì cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho xe của chúng ta chạy hao xăng rồi chạy yếu này nọ, đó là một trong những nguyên nhân các bạn nha, chứ không phải là nguyên nhân chính nha. Đó nên chúng ta cần phải thường xuyên chạy khoảng năm chúng ta thay, rồi chúng ta vệ sinh nó lại một lần. Đó, còn chúng ta không vệ sinh thì chúng ta thay mới luôn. Một cái thì chúng ta mua có mấy chục ngàn, trăm ngàn gì à. Trên đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5 nha các bạn. Lọc gió thì nó có hai loại, mà có loại rẻ, loại mắc. Loại rẻ thì nó sử dụng cái giấy thường thì nó hút gió vô rất là yếu. Còn có một loại là giấy dầu các bạn. Đó thì mình chỉ biết là vậy thôi. Loại là giấy dầu thì nó cho cái lượng gió đi qua rất là tốt, và nó bám bụi lại, nó giữ bụi lại rất là tốt luôn. Đó, các bạn thấy không? Đầy đủ hết. Đó, bán bô xe, bán vỏ xe, bán những cái phụ tùng, tay thắng, những cái đồ chơi xe đầy đủ hết. Nó là rộng lớn bạn nha, nó giống như cái chợ Nhật Tảo vậy, nó cũng đi vòng vòng khu vực vậy đó. Nó không phải là một con đường mà nó nằm ở nguyên cái chợ lớn luôn. Nó cũng giống như là chợ lớn ở ngoài quận 6 rồi đó. Rộng lắm. Đó, mình đang đi vô đường là Dương Tử Giang nè. Hai bên đường là bán đầy gãy hết. Đây. Mấy cái đèn xe rim. Ô xe. Đây thì lát nữa mình sẽ ghé vô chỗ nào đó để mình kiếm mình mua. Trước tiên mình sẽ đảo một vòng trước cho các bạn xem đã. Đảo một vòng nha. Đây. Ông anh chạy ủ quá. Trong đây bán phụ xe nhiều lắm này các bạn. Bán những cái dè xe đồ mình thấy nhiều lắm. Đèn mà đèn để chúng ta chế là độ cho nó sáng thêm nữa, có luôn, nhiều lắm. Cô nè, cô độ nè. Do mình chạy xe ngoài nắng rồi ở trong sạp thì người ta là nó tối, nên mình quay có thể là mình nhìn không thấy được những cái mặt hàng rõ rõ được xíu. Rộng lắm. Các bạn cứ đến đường Phạm Hữu Chí đó, Phạm Hữu Chí phường 12, quận 5 lúc nãy mình có nói đó rồi. Bây giờ mình sẽ đảo vô một lần nữa các bạn nha, đảo vô một lần nữa đi vòng nữa rồi bắt đầu mình ghé vô mình kiếm mua cái lọc gió về nhà, mình sẽ quay lại cảnh mình tự thay cho các bạn xem luôn nha. Hôm nay thì mình chỉ quay lướt đại thôi, đi vòng cái chợ để cho các bạn xem, để bạn biết được thôi, nó biết được tên đường này nọ thôi. Đường Tân Thành nè, ở đây người ta gọi là chợ Tân Thành các bạn nha. Rất là nhiều cái sạp bán đồ ở đây, lát mình sẽ ghé vô mình mua thử coi giá tiền bao nhiêu. Thường mình ra tiệm mình thay nó cũng khoảng 100-120 đó, nhưng mà để mình vô đây mình mua thử về tự thay coi nó rẻ hơn được nhiêu. Bán đủ đồ á. Hôm nay vô chợ rồi thì kẹt xe. Đường chút xíu mà có miếng cái chiếc xe hơi đi vô nữa. Kẹt quá. Đó, mình sẽ đi vô cái đoạn đường này, để bán bánh xe quá trời luôn nè, bán bánh xe, bán lốp xe đó. Ở đây có bán cả xe đạp nữa các bạn nha, bằng phụ tùng xe đạp nè.
thấy không? Đó. Do ánh sáng ở trong mấy cái sạp nó tối quá nên mình quay mình cũng không thấy rõ được bao nhiêu. Ở ngoài đường thì nó sáng bét mà trong sạp thì nó thui à, nó không ánh sáng. Bạn thấy nó rộng lớn không? Nhiều con đường lắm. Hôm nào mình sẽ làm một cái video kỹ hơn xíu cho các bạn xem. Hôm nay là mình chỉ quay lướt đại thôi. Cái này cái món mà đi bộ thì mới quay được kỹ hơn xíu, còn tại vì mình đi xe máy mà. Giờ không biết là chỗ nào có bán cái lọc gió này nữa đây. Mình qua đây thử. Đây có bán vỏ xe, buộc xe. Nói cho mình thấy ghé vô hỏi đại quá. Lúc trước có mua một lần rồi mà không nhớ là chỗ nào. Đây là bán có cả niền xe chế. Vô đây, vô hẻm này đi. Hẻm này. Rộng lớn lắm bạn thấy không, thênh thang luôn á. Mình sẽ ghé vô mình hỏi đại một chỗ nào phải có mình mua luôn. Là những cái vàng áo của xe quay rồi mà mình ghé vô mình hỏi đại. Giờ mình là phía trong còn hết, mua cả bộ cả thì cái này hai cái phía trong còn mà tôi lấy con cái ngoài rồi. Cái ngoài không 50 đó hả? Ừ, lấy đại đi. Mình ghé vô một cái lọc gió lại một cái logo phía trước của con 4 mình bạn. Lọc gió 80 còn cái logo 50. Đang đợi lấy đồ vậy. Đây là trên đường Dương Tử Giang. Đông quá trời đông sáng sớm. Đây bán có bán vàng áo xe nữa. Dạ, xe nô 4, ô nô 3 hay gì vậy? Bên kia bán mấy cái ba ga. Cái này loại lọc gió xịn các bạn nha, loại lọc gió giấy dầu á. Còn có loại gì nó khô gan à. 80 với này 50 phải không? Dạ, rồi. Loại giấy dầu này tốt hơn loại khô. Mình cũng mua được cái lọc gió với giá 80.000 và cái logo thì 50.000 cái logo thì có thể là hơi mắc xíu bạn, tại mình không có trả giá. Cái lọc gió 80.000 thì mình thấy nó vẫn ok, không có nổi mắc. Tại vì lúc trước mình thay ở ngoài tiệm cũng đến 120 sao á, 120 là cái công lắp hết 50.000 rồi. Mua ngoài này 80.000 cũng được, về tự lắp lên. Và cái giấy này mình rất là ok, giấy này là giấy dầu. Có một lần mình đi thay ở ngoài tiệm nó bán cho mình cũng 90% vậy mà nó đưa mình cái loại giấy mà giấy khô gan các bạn ơi. Đó. Đó là đường Tạ Uyên rồi các bạn, trên đường Tạ Uyên cũng có bán này. Để mình quay vô mình đi lại đường cũ cho dễ. Cái loại giấy dầu này thì nó không khí nó đi qua nó ok hơn, với lại nó giữ lại bụi tốt hơn. Lúc nãy mình cũng có đọc cái địa chỉ với các bạn rồi đó, thì nó nằm trên đường Phạm Hữu Chí các bạn nha. Các bạn cứ đến đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5 thì chúng ta sẽ vô được cái chợ Tân Thành thôi. Rồi vô đó các bạn cứ đảo nhiều lắm, nó nhiều cái con đường ở trong đây lắm. Thì hôm nay mình làm một cái clip ngắn thôi, đến đây thôi để mà mình chia sẻ các bạn cái chỗ để chúng ta có thể mua được mấy cái phụ tùng xe máy đó. Thì mình kết thúc clip đây nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ về nhà mình lắp vô, lắp cái lọc gió vô nha. Đây là chiếc Nô 4 huyền thoại mình đi săn ve chai hàng ngày nè các bạn. Đó. Thì mình đã mua được cái lọc gió về rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vô xe. Đó. Và đây cái logo đó bạn. Đó. Cái logo này bị rơi mất khoảng hẳn mấy tháng nay rồi, bây giờ mình vô tình ra ngoài mình mua mình hỏi coi có hay không thì thấy có mình mua luôn. 50.000 bạn nha, một miếng nhựa 50.000. Nói chung là 50.000 mình thấy nó cũng hơi mắc đó.
thấy nó hơi mắc các bạn, mà tại mình không có trả giá thôi. Còn cái lọc gió này 80.000 thì mình thấy nó cũng ok, cũng được, không đến nổi ha. Đây, nó cũng có tem của Yamaha, cũng có này nọ nè. Mình vô trong hãng mua đúng vậy thôi à. Nếu các bạn vô trong hãng bạn thay thì nó cũng có những cái tem này. Đó, mình mua ngoài chợ Tân Thành nó cũng trang vậy thôi. 80.000 các bạn nha, giấy dầu nè. Các bạn thấy nó ướt không? Đó, ướt đó, giấy dầu đó. Như vậy thì nó sẽ ok hơn, loại này ok nè. Giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra. Đó thì những cái dòng xe nó 4 á, nó 4 thì cái lọc gió nằm ngay chỗ cái ốp, ốp bên trái bạn nha. Đó. Nó 4 thì ốp ốp bên trái nè, ngay chỗ đáy chân ốp bên trái nè. Tôi tháo ốp ra là được. Đó, còn những cái dòng quay xanh á, những chiếc quay xanh, những chiếc Aplex đời mới giờ thì nó lọc gió nằm phía sau này. Đó, các bạn mà cứ thấy có một cái hộp đen 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 á, có nghĩa là nó là cái lọc gió nha, không phải cục này nha, cục này là cái nồi nha. Cục nồi nè, cái này là máy nồi á, còn cái cục có cái hộp bằng nhựa nhựa á, thì các bạn gõ cái cốc cốc á là cái hộp lọc gió nha. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình mở ra. Mỗi cái xe thì nó có một cái chỗ để lọc gió khác nhau, nó không có giống nhau đâu. Mà đa số là lọc gió xe bây giờ nằm phía sau hết á. Nó thì giờ các bạn sử dụng cái tua quýt nè, dùng tua quýt người ta mở ốc như này. Đây, ba ốc mở ra. Cái này thì chúng ta cũng tự làm ở nhà rất là dễ bạn nha, mua về nhà tự làm ở nhà đơn giản lắm, không có khó khăn gì cả. Cái này là một miếng bát của xe mình, do nó lâu năm quá nó gãy rồi. Đó, giờ chúng ta gịch ra nè. Đó, là chúng ta lấy được cái ốp ra bạn nha, ốp bên trái ra nè. Đó. Bây giờ đây cái lọc gió của mình các bạn. Cái lọc gió của thằng nó 4 thì nó nằm sâu trong đây. Nó nằm sâu trong đây nó hơi khó làm xíu. Còn những cái dòng AB rồi quy xanh này nọ nằm phía sau lưng nó dễ lắm. Nó chống nó không có bị chặt. Đây mình sẽ gỡ mấy ốc ra nè. Xe mà chạy lâu năm quá chúng ta không có vệ sinh lọc gió thì cái lọc gió nó dơ lắm, chạy hao xăng lắm bạn. Gió nó không có vô được trong. Nó vô được mà vô ít quá. Nóng bụi. Thường thì xe cộ thì anh em mình chạy xe thì mình còn bảo dưỡng thường xuyên, chứ mấy chị em phụ nữ á, người ta chạy xe người ta không có gành về xe nhiều, người ta không có bảo dưỡng. Nhiều lúc xe chạy nào nó hư luôn, bắt đầu mới đem đi sửa không à. Chứ không có biết bảo dưỡng, không biết thay nhớt xe định kỳ hoặc là sao sao hết. Ốc dính thì nằm hơi khuất khuất một xíu, nó cũng khó lấy ra. Luôn trời ơi. Nhìn bên trong nè, các bạn thấy không? Đen kịt luôn nè, bụi đóng mà nó thành bận như là cái tổ ong với cái màn nhện vậy. Nè. Như vậy thì làm sao mà cái gió nó vô được. Đó, các bạn thấy không? Đây nè, đây là cái lý do tại sao mà chiếc xe mình nó hao xăng, nó chạy nó yếu. Thấy không? Đây bạn so sánh hai cái tấm lọc gió nó khác hẳn không? Đó, đây là lý do tại sao mà cái xe nó hao xăng. Đó các bạn nhìn thấy không? Nó giống như là hai cái lá phổi ha. Đó, giống như hai lá phổi, một cái lá phổi hút thuốc nè, một lá phổi hút thuốc, một lá phổi không hút thuốc rồi, thấy không? Đó. Thì đây là lý do nè, một trong những lý do nha, một trong những lý do mà khiến cái xe chúng ta hao xăng. Hao xăng và chạy yếu, không bốc, không có gió nè, thiếu gió nè. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái mới vô các bạn nha. Đó, thay cái mới vô là xong. Được cái mới vô thì chúng ta lắp lại. Cái công đoạn này chúng ta làm thì nó tốn khoảng 5-10 phút là xong rồi. Cũng rất là đơn giản thôi. Đó, để vô rồi chúng ta bắt ốc lại là xong các bạn nhé. Giờ thì mình sẽ tiến hành là ốc lại là xong rồi. Bụi rất là nhiều. Cái này là không thể nào mà vệ sinh lại được các bạn nhé. Cái này chúng ta phải thay mới chứ không thể nào vệ sinh lại được. Nếu như mà nếu chúng ta chạy khoảng vài tháng ta vệ sinh một lần thì nó còn sử dụng được, chứ nó cỡ này không sử dụng được nữa đâu. Cỡ này là không thể nào sử dụng được nữa.
siết ốc cho cứng vô các bạn nha, đừng có để hở hở mai mốt gió vô nước, mai mốt người ta đi xe đi nước nó đi vô nước, siết càng chặt càng tốt. Xong mà đó là bây giờ xe chúng ta sẽ chạy sẽ ok hơn và cái hơi xe nó sẽ ok hơn. Sau khi mà thay cái lọc gió mới vô thì mình cảm giác cái hơi xe mình nó rất là ngọt các bạn nha, đó. gió nó vô rất là ngọt và cái xe chạy nó rất là nhẹ luôn đó. Cảm giác cái hơi xe nó nhẹ hơn rất là nhiều các bạn ạ. Xe mình nó bị gãy hết một cái bát nữa các bạn. Nó chạy lâu năm với một cái bát nó gãy mất tiêu rồi. Đó, anh thấy không? Sau khi mà lắp cái lọc gió mới vô xe chạy rất êm, mình nghe tiếng hơi rất là ok. Nhẹ hơn rất là nhiều các bạn ạ. Nhẹ hơn rất là nhiều luôn đó. Thì đó, cái này là hôm nay là mình chia sẻ các bạn cách là chúng ta thay thế được cái lọc gió, rồi xe nào cũng như nhau thôi. Xe nào chúng ta chỉ cần tháo cái bầu gió ra, chúng ta thay cái lọc gió là xong rồi. Đơn giản thôi, không khó khăn gì đó. Hôm nay ra chợ Tân Thành ta mua mấy chục ngàn vậy ta thay. Và nhớ là mua loại lọc gió giấy dầu nha, đừng có mua loại giấy thường nó không có lọc gió được bao nhiêu đâu. Gió nó qua rất là ít. Thì hôm nay mình làm clip đây thôi các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.